Kho bạc rẻ.com, số bạc liên quân Free Fire giá rẻ uy tín, thử vận may nhận ngay ở VIP chỉ từ 9k. Hello hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và nếu anh em là những người lần đầu xem video của mình thì nhớ tặng cho mình một like và một nút đăng ký kênh anh em. Và ok, thì trong video lần trước thì mình có làm cái video nhận trang phục miễn phí anh em. Thì rất nhiều anh em vào comment bảo là mình sử dụng Lulu Box này, các kiểu này. Và bây giờ thì mình sẽ vào, mình sẽ đã tải cái Lulu Box về rồi. Và mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng luôn nhá, như cho những anh em nào chưa biết sử dụng nhá. Và cho anh em xem coi sử dụng Lulu Box có giống như cái video lần trước của mình không nhá, có cả trang phục ở trong tủ đồ luôn không nhá. Ok, đây, và bây giờ mình sẽ thoát ra nhá. Và ứng dụng Lulu Box thì mình đã tải về ở đây rồi. Và những anh em nào mà chưa biết cách tải thì mình có để link ở dưới phần mô tả, anh em có thể nhấn vào và tải cái ứng dụng Lulu Box này về nha anh em. Mình đã đặt link ở dưới phần mô tả rồi. Và bây giờ anh em chỉ cần nhấn vào ứng dụng Lulu Box này, rồi mình sẽ chấp nhận cái điều khoản dịch vụ này nhá. Chấp nhận này anh em. Và ở đây thì cũng mod rất nhiều skin của các game luôn, PUBG này, Liên Quân này. Nhưng mà mình sẽ quan trọng về cái Free Fire nha anh em. Rồi anh em sẽ nhấn vào cái phần tăng tốc game nhá. Rồi mình sẽ mở và tải về cái plugin gì đây này. Anh em cứ cho phép nha anh em. Rồi và bây giờ mình sẽ mở vào cái đây nhá. Nó mà hiện cái gì lên thì anh em cứ cho phép hết nhá. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ vào game nhá. Sử dụng ứng dụng này thì cũng rất chi là đơn giản nhá. Thì cái ứng dụng Lulu Box này thì có thể giúp anh em mod các skin ở trong shop ấy, và mod các skin súng nha anh em. Nói chung thì mod cũng rất nhiều skin súng luôn. Rồi bây giờ đã vào rồi. Vào cái này thì cũng khá là lâu nên anh em chờ một xíu nhá. Nó vào game thì cũng hơi lâu một xíu. Đấy, anh em thấy chạy cũng hơi lâu nhá, nên anh em cố chờ một xíu nhá. Và bây giờ mình sẽ vào luôn cho anh em xem, để mình test thử luôn cho anh em xem coi có giống video trước của mình không nhá. Anh em nhớ cứ theo dõi nhá. Rồi và bây giờ mình sẽ vào cái phần chơi mới đi nha anh em. Và mình ích cái Lulu Box luôn này. Và mình vào phần chơi mới nhá. Ở đây mình đã đăng nhập sẵn à. Thử đăng xuất ra mình chơi lại coi nào. Ok, vào phần chơi luôn nhá anh em. Đây, vào load vào game cũng khá là lâu anh em ạ. Vào game đi nào, sao lâu thế nhở? Đây, vào ok, sau đã vào game rồi. Và bây giờ mình sẽ mình ít mấy cái sự kiện này đi đã nhá anh em. Rồi và bây giờ mình đã vào xong cái Lulu Box rồi nha anh em. Và bây giờ mình sẽ test trong cái phần tủ đồ luôn cho anh em xem nhá. Đây mình vào cái phần sưu tập trước cho anh em xem nhá. Vào cái ba lô này, hòm xác dù này. Đây mình sẽ vào cái ván lợ vũ khí trước cho anh em xem nhá. Đây, ở đây thì sẽ có mod rất nhiều các skin của vũ khí nhá. Anh em chỉ cần nhấn vào trang bị thôi. Nhưng mà ở đây thì mod như thế này thì nó sẽ không hiện ở cái phần sảnh chờ cho anh em đâu nhá. Đấy, có rất nhiều skin của súng luôn. Anh em phải sở hữu thật thì nó mới hiện ở phần sảnh chờ nhá. Ở đây chỉ là mod thôi nên là chúng ta sẽ không hiện ở phần sảnh chờ đâu. Đây, rất nhiều skin ngon và đẹp luôn. Quay nhiều skin phết nhá. Nói chung thì cũng gần đủ skin của các súng luôn đấy. Đấy, và bây giờ mình sẽ vào phần tủ đồ cho anh em xem nhá. Đây, anh em thấy cái trong cái Lulu Box có cái kiểu tủ đồ giống như ở của mình không anh em? Đây nhá. Và Lulu Box thì chỉ có mod trang phục ở trong phần shop, chứ không mod trang phục của các thẻ vô cực hay là trong vòng quay may mắn nha anh em. Đây, mình sẽ mod thử trang phục ở trong phần shop luôn cho anh em xem nhá. Đây, mình sẽ hướng dẫn anh em cách mod nhá. Anh em chỉ cần nhấn vào và quay trở ra là anh em đã mod thành công rồi. Ok, anh em thấy chưa? Rất chi là đơn giản luôn nhá. Và anh em cũng có thể mod mấy cái bộ này này. Mình thử mod một cái bộ trang phục người phán xử nha anh em.
Đấy, áo người phan sự này. Và bây giờ mình thêm cái quần này nhá. Tìm cái quần nào. Đây, vào cái quần đây rồi. Nhầm cái quần nữ anh em. Ở đây rồi, cái quần nam đây rồi. Đấy, anh em nhấn vào xong rồi thì anh em chỉ việc thoát ra ngoài thì nó sẽ được thôi nhá. Và bây giờ mình sẽ vào một cái trận đấu thường, mình test thử cho anh em xem nhá. Đây, và bây giờ thì những anh em, những cái thanh niên luôn, mình phải gọi là những cái thanh niên luôn. Những cái thanh niên nào biểu mình sử dụng Lulu Box thì cứ comment xuống phía dưới, mình sẽ nói thẳng với anh em luôn nhá. Coi những anh em nào bảo mình sử dụng Lulu Box, coi có mod từ các cái trang phục của thẻ vô cực hay là mod trang phục của vòng quay may mắn không nha anh em. Đây, và Lulu Box thì mình xin nhắc lại với anh em thì Lulu Box chỉ mod được cái trang phục ở trong shop thôi nhá. Anh em nhấn vào và anh em quay trở ra thì mới được thôi nhá. Và mod các skin của súng thôi. Ở đây thì chỉ có một mình thấy được thôi nha anh em. Giống kiểu như là mod skin của Liên Quân đấy, thì chỉ mình thấy được thôi, còn người khác không thể thấy nhá. Còn mod theo cách của mình thì có luôn trong tủ đồ nên người khác có thể thấy được nha anh em. Đấy, mình xin nhắc lại với anh em nhá. Đây, và ok, vào trận luôn rồi. Và sau khi vào trận xong rồi thì mình sẽ đi lấy súng và test thử skin súng luôn nha anh em. Ok, và chúng ta nhảy ở đâu được nhờ? Hay mình nhảy ở dưới chỗ đây luôn nhá. Ngay đây luôn cho nó gần nha anh em. Ở đây thì chắc chắn là khá là đông đúc này. Nhưng mà chắc nick này thì đang cấp thấp thì chắc chắn sẽ gặp boss rồi anh em. Vậy cũng được, nhảy xuống đây thì cũng khá là nhiều đồ đây. Và mình sẽ xuống mình lấy súng test thử mấy cái skin súng luôn cho anh em xem nhá. Đâu rồi nhờ, súng đâu rồi? Rồi, nhìn ở đâu cũng thấy bịch máu này. Lấy được quả mìn anh em ơi. Rồi, được cái mũ luôn. Đây, và ở trong đây thì anh em mà mod xong cái trang phục ấy thì dùng mũ ấy thì nó cũng che giáp nhá. Nó cũng che cái mũ và giáp luôn nhá anh em. Cái thằng lại được gặp thằng boss rồi, mình ném quả bom nó kiểu gì cũng chạy lại chỗ quả bom này. Uầy, 187 máu không chết à? Hài thế nhở. Và bom kéo chúng ta cũng có cái hiệu ứng luôn này anh em. Em thấy hay chưa? Ok, được cái mũ 3 luôn này. Cả bom keo cũng có luôn nha anh em, không có khẩu súng nhá. Vậy được, mình test luôn khẩu lục nhá. Đấy, anh em thấy khẩu lục này nhìn cũng có skin ngon chưa? Vậy thằng nào nó bắn mà ác thế nhở? Đây mình lấy, rồi mình bắn chết cái thằng này rồi nhá. Em xem thằng này nó bắn súng gì nào. Nó bắn pha mớt đi anh ạ. Rồi mình lấy khẩu pha mớt luôn. Ê, mà pha mớt đang mặc định cái khẩu skin màu đỏ anh em ơi. Biết lúc nãy cài sang skin khác nhìn nó đẹp hơn. Rồi cái thằng này. Rồi còn chạy à? Chạy đi đâu này? Rồi chết luôn nhá. Đây, để em mình kiếm xem còn khẩu súng khác không, mình test cho anh em nhá. Mình thử đổi khẩu lục này nhá anh em. Đấy, khẩu lục cũng có skin luôn ấy. Vậy dưới đây đông nhờ, toàn boss không thôi. Này, test thử khẩu lục luôn này. Gần chết luôn anh em ạ. Thằng này thì khoảng tầm 2-3 phát nữa là chết thôi. Rồi để mình kiếm xem có còn khẩu súng được không, khẩu súng nào được không nào. Cái thằng này chạy đi đâu đây? Súng này thì đang cũng skin ong bắp cày hay sao ấy em ạ. Mình nhớ không nhầm là cái skin này là skin ong bắp cày hay sao ấy. Mình thử đổi sang khẩu MP40 rồi nha anh em. Đấy, khẩu MP40 đang skin màu xanh xanh này anh em. Skin mà giống như trong cái sổ sứ mệnh mùa thứ 14 mình đã review cho anh em xem ấy. Cái sổ sứ mệnh tiếp theo của mùa 13 đây này. Đấy, và có lẽ thì mình cũng chạy vòng quanh đây rồi mình cũng tự sát thôi anh em. Nói chung thì ở trong đây thì anh em thoát ra vào lại thì vẫn còn skin, nhưng mà chỉ có mình thấy thôi nha anh em. Còn những người khác không thấy nhá. Không giống như là cái video lần trước mình hướng dẫn anh em cách để nhận trang phục, ba cái trang phục VIP miễn phí nha anh em. Và mình tự sát ở đây thôi. Và bye bye anh em nhá.